Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà quán như vậy, chỉ có các pháp trợ duyên với nhau thấm nhuần tăng trưởng, lần lượt biến khắp trong đó hoàn toàn không có ngã và ngã sở, như thật quán sát bất khả đắc. Lại khởi tâm quán, các đại Bồ Tát dùng sự tu tập thiện căn thù thắng, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tu tập tâm thiện căn không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp, tâm hồi hướng không cùng với tu tập tâm thiện căn hòa hợp, tâm hồi hướng không cùng với tâm Bồ Đề hòa hợp, tâm Bồ Đề cũng không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp. Tu tập tâm thiện căn đối với tâm hồi hướng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tu tập tâm thiện căn cũng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tâm Bồ Đề vô sở hữu bất khả đắc, tâm Bồ Đề đối với tâm hồi hướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Các đại Bồ Tát tuy như thật quán các pháp, nhưng đối với các pháp hoàn toàn không thấy quán. Kiều Thi Ca, đây gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa của đại Bồ Tát. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: Bạch Đại Đức, vì sao đối với các đại Bồ Tát tu tập tâm thiện căn không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp, tâm hồi hướng cũng không cùng với tu tập tâm thiện căn hòa hợp, tâm hồi hướng không cùng với tâm Bồ Đề hòa hợp, tâm Bồ Đề cũng không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp? Tu tập tâm thiện căn đối với tâm hồi hướng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tu tập tâm thiện căn cũng vô sở hữu bất khả đắc, tâm hồi hướng đối với tâm Bồ Đề vô sở hữu bất khả đắc, tâm Bồ Đề đối với tâm hồi hướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Thiện Hiện đáp: Kiều Thi Ca, đối với các đại Bồ Tát tu tập tâm thiện căn thì chẳng phải tâm, tâm hồi hướng, tâm Bồ Đề cũng chẳng phải tâm, không thể dùng phi tâm mà có sự tu tập, hoặc có hồi hướng, hoặc nơi hồi hướng, không thể dùng phi tâm mà hồi hướng phi tâm, tâm cũng không nên hồi hướng phi tâm không nên hồi hướng đối với tâm cũng không nên hồi hướng đối với tâm. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì phi tâm tức là bất tư nghì tức là phi tâm, cả hai loại như vậy đều vô sở hữu, trong vô sở hữu không có nghĩa hồi hướng. Kiều Thi Ca, tâm không tự tánh, tâm sở cũng vậy. Tâm và tâm sở đã không tự tánh, nên tâm cũng không có nghĩa với hồi hướng tâm. Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát nếu quán như vậy, thì gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa của đại Bồ Tát. Lúc ấy, Thế Tôn khen ngợi Thiện Hiện: lành thay, nay ông khéo vì các đại Bồ Tát mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, cũng hay khuyến khích các đại Bồ Tát siêng năng hoan hỷ tu tập bát nhã ba la mật đa. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã biết ơn sao lại không đắc đền? Vì sao? Vì thời quá khứ chư Phật và chúng đệ tử đã vì các đại Bồ Tát mà tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa, bằng cách thị hiện, dạy dỗ, hướng dẫn, khen ngợi, khích lệ, hoan hỷ, an ủi, kiến lập, để cho họ được cứu cánh. Khi ấy Thế Tôn cũng học ở trong đó, nay đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, làm lợi ích cho chúng con. Vì vậy ngày nay con phải theo lời Phật dạy, vì các đại Bồ Tát mà tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa, cũng thị hiện, dạy dỗ, hướng dẫn, khen ngợi, khích lệ, hoan hỷ, an ủi, kiến lập, làm cho họ được cứu cánh, mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu đến tận đời vị lai, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, thì mới gọi là đền đáp được ân đức kia. Bấy giờ cụ Thọ Thiện Hiện lại bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, ngài hỏi vì sao đại Bồ Tát nên an trụ bát nhã ba la mật đa. Ngài hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ngài mà nói. Các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên an trụ vào chỗ chưa từng an trụ. Kiều Thi Ca, sắc uẩn cho đến thức uẩn, sắc uẩn cho đến thức uẩn là tánh không. Các đại Bồ Tát, các đại Bồ Tát là tánh không, hoặc tánh không của sắc uẩn cho đến thức uẩn, hoặc tánh không của các đại Bồ Tát, tất cả như thế đều không hai, không hai phần.
Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên an trụ như vậy. Kiều Thi Ca, nhãn xứ cho đến ý xứ, nhãn xứ cho đến ý xứ là tánh không, sắc xứ cho đến pháp xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ là tánh không, nhãn giới cho đến ý giới, nhãn giới cho đến ý giới là tánh không, sắc giới cho đến pháp giới, sắc giới cho đến pháp giới là tánh không, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tánh không, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc cho đến ý xúc là tánh không, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tánh không, địa giới cho đến thức giới, địa giới cho đến thức giới là tánh không, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là tánh không, vô minh cho đến lão tử, vô minh cho đến lão tử là tánh không, vô minh diệt cho đến lão tử diệt, vô minh diệt cho đến lão tử diệt là tánh không, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là tánh không. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tánh không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì là tánh không, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi là tánh không, thánh đế khổ tập diệt đạo, thánh đế khổ tập diệt đạo là tánh không, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tánh không, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tánh không, tám giải thoát, chín định thứ đại, tám giải thoát, chín định thứ đại là tánh không, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện là tánh không, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa là tánh không, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là tánh không, năm loại mắt, sáu phép thần thông, năm loại mắt, sáu phép thần thông là tánh không, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tánh không, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là tánh không, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa là tánh không, thanh văn độc giác vô thượng thừa, thanh văn độc giác vô thượng thừa là tánh không, dự lưu cho đến Như Lai, dự lưu cho đến Như Lai là tánh không, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tánh không, các đại Bồ Tát, các đại Bồ Tát là tánh không, hoặc tánh không của nhãn xứ cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc tánh không của các đại Bồ Tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai phần. Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên an trụ như vậy. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, vì sao đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nên trụ chỗ nào? Thiện Hiện đáp: Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nên trụ sắc uẩn, không nên trụ thọ tưởng hành thức uẩn. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, như vậy cho đến không nên trụ trí nhất thiết, không nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên trụ đây là sắc uẩn, không nên trụ đây là thọ tưởng hành thức uẩn. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Như vậy cho đến không nên trụ đây là trí nhất thiết, không nên trụ đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên trụ sắc uẩn cho đến thức uẩn, là thường hay vô thường, hoặc vui, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, không, bất không, hữu tướng, vô tướng, hữu nguyện, vô nguyện, tịch tĩnh, bất tịch tĩnh, viễn ly, bất viễn ly. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện.
Như vậy cho đến không nên trụ trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là thường hay vô thường, hoặc vui, khổ, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, không, bất không, hữu tướng, vô tướng, hữu nguyện, vô nguyện, tịch tĩnh, bất tịch tĩnh, viễn ly, bất viễn ly. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ quả dự lưu, là sự hiển hiện vô vi. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Không nên trụ quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, là sự hiển hiện vô vi. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ dự lưu, là phước điển đáng nhận sự cúng dường. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Không nên trụ nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, Bồ Tát, Như Lai, là phước điển đáng nhận sự cúng dường. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ sơ địa. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Không nên trụ đệ nhị địa cho đến thập địa. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ lúc mới phát tâm rồi nghĩ như vậy. Ta nên viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Ta nên viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Ta nên viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Ta nên viên mãn tám giải thoát, chín định thứ đệ. Ta nên viên mãn pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Ta tu gia hạnh đã viên mãn rồi vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Ta đã đắc chánh tánh ly sanh rồi nên an trụ ở địa vị bất thối chuyển của Bồ Tát. Ta nên viên mãn năm thần thông của Bồ Tát. Ta trụ năm thần thông của Bồ Tát viên mãn rồi nên du hóa đến vô lượng vô số cõi Phật để đảnh lễ chiêm ngưỡng phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp của chư Phật, rồi như lý tư duy để giảng rộng cho người khác. Ta nên trang nghiêm thanh tịnh quốc độ như chỗ ở của mười phương Phật, an lập hữu tình. Ta phải biến hóa quốc độ như chỗ ở của mười phương Phật, an lập hữu tình. Ta phải giáo hóa các loại hữu tình để họ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc đắc niết bàn, hoặc ở cõi lành. Ta phải đến vô lượng vô số cõi Phật thân cận phụng sự chư Phật Thế Tôn, lại dùng vô biên hoa hương, chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng báu, âm nhạc, y phục, thức ăn, nước uống và các vật dụng khác để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình, giúp họ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không còn thối chuyển. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu năm loại mắt thanh tịnh, đó là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu sáu phép thần thông thù thắng, đó là cảnh trí thông, thiên nhãn trí thông, thiên nhĩ trí thông, tha tâm trí thông, túc trụ tùy niệm trí thông, lậu tận trí thông. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu tất cả pháp môn tam ma địa thủ thắng đối với các đẳng trì, tùy tâm tự tại muốn an trụ. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu tất cả pháp môn đà la ni thủ thắng đối với các tổng trì sự nghiệp đã làm đều được tự tại. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ để thân được trang nghiêm, khiến cho các hữu tình ai thấy đều hoan hỉ, chiêm ngưỡng không biết nhàm chán, tự thân được lợi lạc. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thông đạt các pháp, nhưng không chấp trước, không chướng ngại. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện.
Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên trụ đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là bậc đệ bát, đây là bậc dự lưu, còn bảy lần sanh trở lại, đây là gia gia, đây là nhất gian, đây là bậc tề thủ, cho đến vạn tận phiền não thọ mạng mới dứt. Đây là dự lưu định, không phải là pháp đoạn. Đây là pháp trung gian vào niết bàn. Đây là nhất lai chỉ đến thế gian này một lần dứt trừ hết khổ. Đây là bất hoàn hướng, đây là bất hoàn quả. Qua bờ kia mới được vào niết bàn. Đây là A-la-hán hướng, đây là A-la-hán quả. Quyết vào vô dư niết bàn hiện tại. Đây là độc giác, đây là Bồ Tát, vượt hơn địa vị thanh văn độc giác vân vân. An trụ địa vị đại Bồ Tát, tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hiểu rõ tất cả pháp, tất cả tướng, rồi đoạn trừ hẳn sự tương tục của tất cả tập khí kiết sử phiền não, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được thành đấng Như Lai ứng chánh đẳng giác, đầy đủ oai lực lớn, rồi chuyển pháp luân vi diệu làm các Phật sự, độ thoát vô lượng vô số hữu tình, giúp họ chứng đắc niết bàn hoàn toàn an lạc. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta phải khéo tu bốn thần túc, rồi an trụ đẳng trì thù thắng như thế. Do đẳng trì này mà ta tăng trưởng thế lực, để thọ mạng của ta được dài lâu suốt hằng hà xa đại kiếp. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, ta phải hưởng được tuổi thọ vô lượng vô biên. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, ta nên thành tựu 32 tướng, mỗi một tướng này có trăm phước trang nghiêm, hữu tình nào thấy được đều sanh lợi lạc lớn. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, ta nên thành tựu 80 vẻ đẹp, mỗi một vẻ đẹp này đều có vô số vô lượng việc thù thắng hiếm có, hữu tình nào thấy được thì sanh lợi ích lớn. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, ta phải an trụ một cõi thanh tịnh trang nghiêm, cõi ấy rộng lớn như hằng hà xa thế giới khắp mười phương. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, ta phải an tọa trên một tòa bằng kim cương, tòa này lớn bằng 3.000 đại thiên thế giới. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, ta phải ngồi dưới cội Bồ Đề, cây này phải cao rộng to lớn, với nhiều bảo vật quý báu, nơi ấy thường tỏa ra mùi thơm vi diệu tràn khắp, khiến cho người nghe mau chóng diệt trừ tâm tham sân si, vô lượng vô biên thân bệnh cũng được lành. Ai được nghe hương của cây Bồ Đề này thì xa lìa suy nghĩ về thanh văn độc giác, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, nguyện cho tôi sẽ được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, cõi ấy thật trong sạch, không có các thứ cấu uế. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nên trụ ý nghĩ như vậy, nguyện cho tôi sẽ được cõi Phật thanh tịnh, trong đó hoàn toàn không chấp trước tên gọi âm thanh của sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn giới cho đến ý giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh sắc giới cho đến pháp giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh địa giới cho đến thức giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh vô minh cho đến lão tử, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh thành đế khổ tập diệt đạo, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
cũng không chấp trước tên gọi âm thanh tám giải thoát, chín định thứ đệ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh năm loại mắt sáu phép thần thông, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh 32 tướng 80 vẻ đẹp, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh thanh văn độc giác đại thừa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh dự lưu hướng dự lưu quả cho đến Bồ Tát Như Lai. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hiểu rõ tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, tên gọi âm thanh đều bất khả đắc. Khi các đại Bồ Tát an trụ ở bậc bất thối chuyển, cũng thấy các pháp hoàn toàn vô sở hữu, tên gọi âm thanh đều bất khả đắc. Kiều Thi Ca, đây là các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, chỗ trụ như vậy mà không có trụ tướng.